Xin chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học hai nội dung, đó là cầu lông và thể thao tự chọn. Thể thao tự chọn thì chúng ta sẽ học bóng chuyền. Cầu lông chúng ta sẽ ôn kỹ thuật đánh cầu thấp tay, đánh cầu cao tay trên đầu. Thể thao tự chọn bóng chuyền chúng ta sẽ ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, kỹ thuật đệm bóng. Một lớn mục tiêu, một nhỏ về kiến thức, củng cố và hoàn thiện kỹ thuật đánh cầu thấp tay và đánh cầu cao tay trên đầu trong cầu lông, kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay và kỹ thuật đệm bóng trong bóng chuyền. Hai về năng lực, học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu thấp tay và đánh cầu cao trên đầu trong cầu lông. Học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, kỹ thuật đệm bóng trong bóng chuyền. 3. Về phẩm chất, chăm chỉ, tự giác, tích cực, rèn luyện cầu lông, bóng chuyền để nâng cao sức khỏe. Trung thực, tự tin, tự chủ, vượt khó. Hai lớn, nội dung bài học. Một nhỏ, chúng ta sẽ bước vào phần khởi động. Khi vào bài mới, chúng ta sẽ tiến hành khởi động. Chúng ta sẽ tập 6 động tác bài thể dục tay không. Động tác thứ nhất, động tác tay cao. Cô mời các em cùng tập với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đá chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nghiêng lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động tác khớp. Hai tay đan vào nhau, xoay khớp cổ tay kết hợp của chân. Mỗi động tác chúng ta sẽ khởi động cho cô 2 lần nhân 8 nhịp. Và đổi ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chân trái bước sang ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hướng lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khớp vai. Xoay gối. Xoay khớp.
khớp vai này. Rồi. Các bạn ôn lại cho cô kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay. Các bạn quan sát cô thực hiện. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai. Khi thấy cầu của đối phương đánh sang bên phải thì lấy lửa bàn chân trên, chân trái làm trụ. Chân phải bước một bước. Độ dài của bước chân tùy thuộc vào quả cầu ở xa chúng ta hay gần chúng ta. Chúng ta bước độ dài, sau đó đánh cầu. Điểm tiếp xúc của cầu là ngang tầm gối và phía trước của mũi bàn chân phải. Đánh cầu xong các bạn lại trở về. Các bạn quan sát cô thực hiện. Lại này. Tương tự như vậy thì cái kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái thì các bạn sẽ di chuyển bước chân phải sang bên trái. Chúng ta sẽ di chuyển bước chân phải sang bên trái và thực hiện đưa vợt sang bên trái. Chúng ta cùng quan sát. Từ tư thế chuẩn bị cơ bản, đứng chân trước chân sau, tay cầm vợt để ở trước, đầu vợt ngang tầm trán. Khi thấy đường cầu đối phương đánh sang thì chúng ta nhanh chóng chuyển trọng tâm từ trước ra sau, đưa vợt từ trước lên trên và ra sau, lên trên và ra sau. Khi thực hiện đánh cầu thì chúng ta đạp mạnh chân sau, duỗi cẳng tay và gập cổ tay để đánh cầu. Điểm tiếp xúc cầu là ở trên đỉnh đầu. Sau động tác chuẩn bị thì khi bóng đến, người chơi sẽ đưa hai bàn tay tiếp xúc bóng. Lúc này tay mở rộng nhưng không được căng các ngón tay. Bàn tay tạo thành hình túi bao quanh lấy trái bóng chuyền. Đồng thời các ngón tay hướng vào nhau để đỡ bên dưới bóng. Ngón tay cái ở phía sau và chếch xuống dưới. Ngón trỏ và ngón giữa tiếp xúc nhiều hơn với ngón út và ngón kế út. Bóng phải được tiếp xúc đều lên các ngón tay và hai bàn tay ở phía sau bóng hơi chếch xuống bên dưới. Độ cao tốt nhất khi tiếp xúc với bóng là ngang trán hoặc là tầm khoảng 15 đến 20 cm.
Đặc biệt khi tiếp xúc với bóng thì cổ tay phải hơi ngửa và bẻ vào phía thân người. Khi chuyền bóng, lực chuyền bóng được phối hợp từ lực đạp của chân, lực vươn lên ra trước của thân người và lực đẩy của tay lên cao ra trước với một góc độ 60 đến 65 độ. Chuyền bóng đi theo hướng đã định và quá trình vận động của tay khi chuyền bóng liên tục không thay đổi. Người đứng ở tư thế trung bình thấp, hai chân rộng bằng hoặc hơn vai, hai tay co tự nhiên ở hai bên sườn, mắt quan sát bóng, thân hơi gập. Khi người tập xác định được điểm rơi của bóng và ở cái tầm thích hợp thì hai tay sẽ đưa ra đỡ bóng, hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay đặt chéo lên nhau và lắm lại, bàn tay lọ lắm lấy bàn tay kia, hai ngón cái song song kề nhau. Khi đánh bóng thì khi bóng đến ở tầm ngang hông, cách thân người gần một cánh tay thì thực hiện đánh bóng. Lúc này chân đạp đất, duỗi khớp hông, lưng trọng tâm thân thể và lưng tay. Hai tay được chuyển động từ dưới lên và dùng phần giữa của cẳng tay đệm phía dưới bóng kết hợp với lưng tay ở mức độ cần thiết. Khi hai tay chạm bóng thì cùng lúc này gập cổ tay xuống dưới làm căng các nhóm cơ cẳng tay kết hợp với hóp bụng và giữ chắc bả vai với khớp khuỷu. Hai tay thẳng chắc, hai bàn tay lắm và ép chặt với nhau, toàn thân hơi nao về trước